Disney là chùm sọ đích thực của làng điện ảnh thế giới với những thương hiệu cực khủng liên tục càn quét thị trường phòng vé. Nhưng các bạn có biết nhà chuột cũng từng lỗ đến chổng vó với phim của chính họ hay không? Vì sao con quái vật của làng phim lại thất bại với sản phẩm của chính mình được nhỉ? Hãy cùng phê phim lên sao Hỏa để tìm câu trả lời từ John Carter ngay sau đây nhé. Năm 2009, khi Disney thông báo khởi động dự án về John Carter, ít người nghĩ đến hai từ thất bại. Đơn giản, vì bộ phim hội tụ đủ, thậm chí là thừa yếu tố để trở thành bom tấn. Về nguyên tắc, John Carter dựa trên tiểu thuyết A Princess of Mars của đại văn hào Edgar Rice Burroughs. Đây là tập đầu tiên trong biên niên sử Barsoom, bộ sách đã truyền cảm hứng cho nhiều loạt phim viễn tưởng như Star Wars, Star Trek, Siêu Nhân và cả Avatar. Ngoài ra, ông Edgar cũng chính là cha đẻ của người hùng rừng xanh Tắc Răng. Ngoài nền móng vững chắc, John Carter còn hưởng lợi nhờ đội ngũ sản xuất rất tín. Đầu tàu của dự án là Andrew Staton, nhà làm phim đứng sau những siêu phẩm như Gia Đình Siêu Nhân hay Robot Biết Yêu. Dàn diễn viên cũng không phải dạng vừa, bao gồm người cast Thomas Hayden Church, yêu tinh xanh William Dafoe và cả tạc vụ Kingsman Mark Strong. Chưa hết, Disney còn dồn tới 350 triệu đô vào bộ phim này, thực hiện tới hơn 2.000 cảnh quay kỹ xảo và chiếu phát dưới định dạng IMAX, biến nó trở thành một trong những phim điện ảnh tốn kém nhất trong lịch sử. Đích thân Bob Iger, giám đốc điều hành của nhà chuột lúc bấy giờ, còn lên kế hoạch sản xuất một loạt hậu truyện và rất nhiều sản phẩm ăn theo John Carter. Nói chung là họ muốn biến nhân vật này trở thành thương hiệu cướp biển Caribe tiếp theo. Disney cũng có cái lý khi tin vào John Carter. Một câu chuyện đơn giản, xoay quanh gã thanh niên trẻ đất xưng bá tại sao Hỏa là chất liệu tuyệt vời để kích thích người xem ra rạp đấy chứ. Thật tiếc, vì câu trả lời là không. Tháng 3 năm 2012, John Carter xuất xưởng, mang cho mình một núi kỳ vọng từ giới sản xuất. Tuần đầu tiên, đứa con của Andrew Staton thể hiện khá tốt, là phim Mỹ số 1 tại nhiều nước thuộc châu Á, Mỹ Latin và châu Âu. Nhưng, khi nó kết thúc vòng đời chiếu rạp, cũng là lúc Disney phải hứng chọn cú đấm nhức óc. Phim chỉ thu về 284 triệu đô trên toàn cầu. Sau khi trừ hết toàn bộ khoản phí phải thanh toán cho rất nhiều bên, Disney chấp nhận nhìn hơn 200 triệu đô bay mất dạng. Được biết, đây cũng là một trong những phi phụ điện ảnh thất bát nhất lịch sử. Tuy hầm hiu ở phòng vé, nhưng trong mảng chuyên môn, phim lại không bị vùi dập đến thế. Nhiều nhà phê bình cho rằng phim khá giải trí, hoàn toàn phù hợp với bộ phận khán giả muốn thư giãn. Họ cũng dành những lời khen có cánh cho phần hình ảnh của phim, khẳng định John Carter cũng là một trải nghiệm nghe nhìn đáng giá, với nhiều phân cảnh đã mắt sướng tai. Vì vậy, dù phim có một câu chuyện ngờ ngạch, đầy dãy tình tiết lố bịch, phi thực tế và vô cùng rời rạc, nó vẫn nhận được số điểm không quá tồi trên những trang đánh giá, ít nhất là so với doanh số bán vé. Tóm lại, sau pha trượt vào chuối tai hại, Disney đã cắt rụp toàn bộ những ý tưởng liên quan đến John Carter, nào là hai phần hậu truyện cũng dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Edgar, rồi spin-off, rồi sản phẩm ăn theo. Nói chung là bao nhiêu kế hoạch đổ sông đổ bể hết. Vậy, tại sao một phim được làm ra để chiều lòng đại chúng lại có cú ngã ngựa đau đớn như vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong quá trình sản xuất tác phẩm này? Nguyên nhân đầu tiên, mỉa mai thay, lại nằm ở chính tiểu thuyết gốc. Được biết, Disney đã có ý định truyền thể loạt sách Barsoom từ những năm 30 của thế kỷ trước. Họ lên ý tưởng làm phim người đóng, rồi cả hoạt hình, nhưng tất cả đều chìm vào địa ngục phát triển vì nhiều lý do khác nhau, như là lạ mắt với khán giả, rồi công nghệ làm phim chưa đủ tầm để phác họa nhân vật. Thế là John Carter chịu cảnh đắp chiếu đến tận đầu thế kỷ 21. Khi ấy, Paramount vào cuộc, mạnh tay kéo những gương mặt tài năng trong giới làm phim để hồi sinh dự án. Họ còn nghĩ ra ý tưởng cho cả nhân vật chính và phản diện của phim. Nhưng rốt cuộc, xưởng phim không thông qua những đề xuất ấy, gián tiếp đẩy cặp đôi biên kịch, đạo diễn sang làm phim người sát cho Marvel. Phần còn lại đã trở thành lịch sử. Về phần John Carter, anh lại bị Paramount bỏ xó. Quyền truyền thể phim bị phủ bụi trong góc tối. Mãi đến năm 2009 mới được Disney giang tay đón về. Như vậy, từ một tác phẩm độc nhất vô nhị, John Carter nghiễm nhiên trở thành kẻ ăn theo. Xuyên suốt thế kỷ 20, thời điểm mà anh chàng còn loay hoay tìm đường lên màn bạc, đã có rất nhiều nhà làm phim dựa hơi bộ truyện của Edgar Rice Burroughs để làm phim, tiêu biểu như George Lucas với Star Wars hay Gene Roddenberry với Star Trek. Robert Zemeckis, vị đạo diễn tài hoa của Hollywood, từng nói thẳng với nhà sản xuất của John Carter: "Tôi không nghĩ cái này thành phim được đâu. George Lucas đã vắt kiệt nguyên tác rồi còn gì nữa." Thật vậy, có rất nhiều chi tiết trong Star Wars được lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ sách của nhà văn Edgar, nào là hình tượng công chúa Leia, rồi cả những cầu thủ ban pha trên hành tinh Tatooine. Tương tự, đích thân đạo diễn James Cameron cũng thừa nhận siêu phẩm Avatar của ông có hơi hướng phiêu lưu giống bộ sách của nhà văn Edgar. Vì vậy, một bộ phim chuyển thể sinh sau để muộn như John Carter lại có nội dung bám sát nguyên tác, không thể tránh khỏi việc bị đụng hàng với những tượng đài đi trước. Cần biết, Paramount cũng từng mời nhiều tay biên kịch lõi nghề và họ cũng phải chầy chật lắm mới nặn ra được kịch bản phim từ tiểu thuyết đã bị đào xới quá nhiều lần. Trong thời đại mà siêu anh hùng và phim theo chuỗi bắt đầu lên ngôi, vì sao người ta lại chọn một phim có quá nhiều chi tiết na ná những siêu phẩm viễn tưởng từng ra mắt trước đấy? Trên thực tế,
chậm chân trong việc chuyển thể không phải là vấn đề quá lớn. Bằng chứng là có hàng tá phim remake, spin-off vẫn thắng to, thắng lớn tại phòng vé. Vấn đề của John Carter còn nằm ở đích thân người thuyền trưởng. Nghe lạ đúng không? Andrew Stanton mà lại là vấn đề á? Người đàn ông này còn từng cầm trịch hai phim giật giải Oscar và chúng cũng bỏ túi tới hơn 500 triệu đô cơ mà. Giới cho bu tại Disney cũng nghĩ thế. Họ còn tin Andrew hơn khi nghe ông bày tỏ niềm ham thích với nguyên tác. Này con bé, khi tôi đọc cuốn sách, tôi đã muốn có ai đó đưa nó lên màn ảnh rồi. Vị đạo diễn tâm sự. Khi được trao cơ hội lèo lái, nhà làm phim người Mỹ đã đề ra một số ý tưởng. Chẳng hạn như đây sẽ là câu chuyện về Indiana Jones trên sao hỏa, hoặc là làm phim với không một siêu sao nức tiếng tại Hollywood vào thời điểm đó. Nhà sản xuất Disney gật gù đồng ý, họ rất tin Andrew. Đương nhiên rồi, một người kể chuyện có thể biến những ý tưởng chẳng giống ai, ví dụ như là đồ chơi sống dậy hay là robot không mũi không miệng nhưng lại biết điều, trở thành những biểu tượng của văn hóa đại chúng, thì còn gì để nghi ngờ cơ chứ. Nhưng có một điểm yếu chết người mà hội sản xuất của Disney vô tình ngỏ lơ. Andrew Stanton chưa làm phim người đóng bao giờ. Ông có thể là bậc thầy trong lĩnh vực phim hoạt hình, nhưng cũng chỉ là một tay mơ trong làng phim live action mà thôi. Vấn đề của Andrew lộ rõ ngay trong giai đoạn quay phim. Tại Pixar, vị đạo diễn đã quen với cách làm việc sửa đi sửa lại một cảnh nhiều lần. Nhưng với phim người đóng, ông phải nỗ lực hoàn thiện cảnh quay trong một đúp duy nhất. Tôi phải giải thích với Disney kiểu, các ông đang bắt một người quen làm phim hoạt hình tự nhiên phải xong việc chỉ với một lần quay đấy. Tôi không thể làm ngay được đâu, nói thẳng luôn. Andrew giải bày. Đã vậy, người đàn ông chỉ nghe lời khuyên và hợp tác cùng những đồng nghiệp đã quen mặt tại Pixar, thay vì hỏi ý kiến chuyên gia làm phim người đóng, một số thành viên trong đoàn chia sẻ. Cuối cùng, mang tiếng là làm phim live action, nhưng John Carter lại được làm theo kiểu hoạt hình, thành ra mới có mấy cảnh như này. Nhưng, bất ngờ thay, đạo diễn Andrew không phải người duy nhất non kinh nghiệm. Được biết, trước khi John Carter được bấm máy, ông trùm Bob Iger của Disney đã đưa Rich Ross, một giám đốc mảng truyền hình, ngồi vào ghế nhà sản xuất cấp cao của dự án. Nhưng khổ nỗi, ông Ross này lại chưa quán xuyến phim kinh phí khủng nào trước đó cả. Sau khi được tin tưởng giao trọng trách, Rich Ross đã tìm được chuyên gia về mảng truyền thông cho phim. Và các bạn biết gì không? Cô này đúng là bậc thầy marketing thật, nhưng cũng ít kinh nghiệm ở mảng phim ảnh. Quyết định này dẫn chúng ta đến vấn đề to đùng tiếp theo của John Carter. Đó là vấn đề truyền thông. Theo mình, đây mới là lý do cốt lõi dẫn đến thất bại ê chề của bộ phim ở mặt kiếm tiền. Điều đó được thể hiện như thế nào? Thứ nhất là ở cách chọn tiêu đề. Thực chất, cái tên ban đầu của phim là John Carter of Mars khác hẳn với cuốn truyện gốc. Tại thời điểm này, một bộ phận khán giả đã đặt dấu hỏi về cách làm truyền thông của Disney, bởi họ sẽ thu hút được đối tượng khán giả nào ra rạp với cái tiêu đề rất chung chung ấy. Trong cái khó ló cái khó hơn, đạo diễn Andrew giải quyết vấn đề bằng cách bỏ luôn cụm of Mars đi, để lại còn mỗi John Carter thôi. Vì đạo diễn cho rằng, cái gì liên quan đến sao hỏa sẽ tắt hứng của khán giả nữ, khiến họ không muốn ra rạp nữa. Mặt khác, trọng tâm của phim còn là mối tình lãng mạn của John Carter, một chất liệu mà Andrew cho rằng sẽ thu hút chị em ra đến rạp chiếu. Nhưng, phân cắt xén táo bạo này lại vô tình khiến danh tính của phim càng mù mờ cho mắt khán giả. Rốt cuộc John Carter là thằng cha nào? Và vì sao chúng ta cần quan tâm đến anh ta? Mình biết các bạn đang nghĩ đến John Wick, nhưng hai phim khác nhau một trời một vực ngay từ trailer. Xem đoạn giới thiệu John Wick, chúng ta có thể biết anh ta là ai, làm gì và sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế nào. Nhưng John Carter thì không. Trailer phim là một loạt cảnh chả liên quan gì đến nhau. Nào là một người ngoài trái đất tự dưng từ đầu xuất hiện, rồi một đống nhân vật với đủ diện mạo khác nhau, xong tất cả lao vào một trận chiến. Chẳng có một tuyến truyện cụ thể nào ẩn sau trailer cả, nên thật dễ hiểu khi khán giả chẳng có lấy một chút tò mò cho bộ phim. Bên cạnh đó, trailer cũng chẳng cung cấp thông tin gì về đội ngũ làm phim. Thành tích vô tiền khoáng hậu của Andrew Stanton đâu mất rồi? Sao không ai nhắc gì đến di sản khổng lồ mà Edgar Rice Burroughs để lại vậy? Nhà chuột thật sự nghĩ họ có thể lôi khán giả ra rạp với một đoạn giới thiệu như thế này à? Đáng tiếc thay, với năng lực sẵn có, đội ngũ marketing hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu họ thật sự giao tiếp với nhau. Đạo diễn Andrew tiết lộ nhóm giám đốc sản xuất của phim chẳng có mặt trên phim trường trong hầu hết thời lượng bấm máy, còn bộ phận truyền thông thì chỉ đến gặp đạo diễn khi deadline đã dí sát sườn. Andrew Stanton từng chia sẻ về quá trình làm phim John Carter. Nếu ai có cơ hội làm phim này mà không bị xưởng phim quất cho tới bến, đó là tôi. Họ quá sợ tôi, muốn tôi lúc nào cũng phải thoải mái ở Pixar. Thế nên tôi chẳng ngán gì cả. Ai mà đi tôi là tôi đi luôn. Tôi không ngại bỏ việc đâu, thế mới làm được việc chứ. Chưa bàn đến phong cách làm việc của đạo diễn, việc đầu tư tới hơn 300 triệu vào một dự án thiếu tiềm năng như thế này là một nước đi cực kỳ khó hiểu của Disney. Theo chủ tịch của Hollywood.com, để một phim với kinh phí trên trời như vậy hoàn vốn nổi, nó phải kiếm về ít nhất 600 triệu đô. Tại thời điểm John Carter ra mắt, mới chỉ có 63 phim điện ảnh làm được điều tương tự. Nói cách khác, rủi ro mà Disney đang phải đối diện khi đầu tư cho John Carter là quá cao. Dù đã góp mặt trong một dự án đáng quên của nhà chuột, nhưng của đoàn làm phim đều rất hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho nhân vật này.
Ông Mark Andrews, biên kịch của phim khẳng định, chỉ cần có bất kỳ ai ở Disney lên tiếng muốn làm John Carter phần 2, chúng tôi sẽ có mặt. Ở chiều hướng tương tự, Taylor Kitsch, nam diễn viên thủ vai nhân vật tiêu đề, cũng bày tỏ hứng thú được tham gia phần hậu truyện. Tôi đóng phim John Carter ngày mai luôn cũng được, tôi rất tự hào về John Carter, nam diễn viên nói. Không biết nên vui hay nên buồn, khi mong muốn của Taylor Kitsch cùng cả đoàn làm phim sẽ không thể trở thành hiện thực, ít nhất là trong tương lai gần. Hiện tại, quyền làm phim về John Carter đã đáo hạn tại Disney, tức là xưởng phim sẽ không được sản xuất thêm dự án nào về người hùng sao Hỏa nữa. Ít nhất, công ty của cố nhà văn Edgar Rice Burroughs cũng đang gấp rút chào mời những xưởng phim tại Hollywood để họ mua bản quyền làm phim. Dù những studio lớn đều đang bận rộn với những chuỗi phim thương hiệu của họ, nhưng biết đâu trong thời gian tới sẽ có một mạnh thường quân đầu tư để hồi sinh cho John Carter thì sao? Có lẽ chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Và đó là câu chuyện đằng sau thất bại tủi hổ của Disney với John Carter. Có thể nói, đây là bài học khắc cốt ghi tâm của công ty trong việc làm phim, từ khâu sản xuất cho đến phân phối và quảng bá. Nếu không có John Carter, có lẽ chúng ta sẽ khó thấy một Disney hùng mạnh như hiện nay. Các bạn cảm thấy thế nào về John Carter? Phim có xứng đáng bị lỗ nặng đến như vậy không? Bạn có hy vọng về một hậu truyện hoặc một phim reboot cho gã trai này? Các bạn muốn phê phim kể câu chuyện đằng sau thất bại của phim nào nữa? Đừng quên để lại bình luận và đóng góp ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem hết. Tạm biệt và chúc các bạn xem phim vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.